Rồi, nhưng mà chúng ta học cái môn học này của tôi là cái môn học có tên là nhập môn thuật toán. Thì trên màn hình của tôi là tôi đã viết ra đây là các một số cái chủ đề chính đây nhé. Khái niệm thuật toán này là phần đầu tiên của cái chương trình này. Thứ hai là mà từ cái bài một là cái bài tổng quan tất cả mọi thứ xung quanh thuật toán. Cái bài một là bài rất quan trọng, bà sắp phải học một vài buổi mới hết, chứ một buổi không hết đâu. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào từng từng cái một từng cái kỹ thuật một của cái thuật toán. Thứ nhất là định quy này, thứ hai là tìm kiếm và sắp xếp, thứ ba là cái kỹ thuật là chia để trị, thứ năm là cái giải thuật đặt tên là tham lam, này, thứ sáu là một quy hoạch động, thứ bảy và thứ tám là một số thuật toán đơn giản trên đồ thị và cây. Thì trong cái chương trình này của tôi thì cái 7-8 là cái phụ hơn, nó hơi nâng cao mà tôi không sẽ là không điều kiện để không theo để nó nhiều đâu, mà sẽ tập trung nói vào từ 1 đến 6 là chính. Thì nếu còn thời gian thì tôi sẽ tiếp sang phần 7-8, còn nếu không có thì đành phải cất lại và sẽ sang một cái lớp khác. Mà chúng ta ở đây chủ yếu là từ 1 đến 6 nhé, quản chú ý. Đây tôi để đây là các cái từ tiếng Anh đây, chúng ta hình dung được cái nè, chúng ta sẽ đợi một chút. Rồi nhá. Tôi nhắn tin rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ học xong hôm báo về là bài đầu tiên. Chúng ta sẽ học về cái chủ đề đầu tiên của hôm nay của chúng ta là cái gì? Là cái chủ đề là khái niệm thuật toán. Được chưa? Khái niệm thuật toán. Tôi viết bảng này, các bạn thấy là tôi sẽ viết bảng kia. Vào đây và chúng ta sẽ quan sát cái này thôi nhé. Đây là cái chủ đề đầu tiên, là chủ đề ngày hôm nay đây, và có lẽ là một hai buổi hôm tới là chúng ta sẽ học cái này. Đấy. Thì thuật toán là gì? Thì tôi xin nói các bạn là cái toán mọi người đều hiểu cũng hiểu thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn những cái mà liên quan đến thuật toán. Thì đầu tiên phải nói luôn như thế này, tức là chúng ta học lập trình rồi, nhưng mà cái lập trình ở phổ thông ấy mà học từ xưa nay nó chỉ là kỹ thuật lập trình thôi, còn chúng ta chưa học đến cái thực chất về cái môn học khái niệm về thuật toán. Thuật toán là cái gì? Nó là cái nhánh kiến thức lõi của cái ngành nó gọi là học máy tính, cái anh gọi là CS, học máy tính nhé. Nhưng mà là cái thuật toán ấy nó là cái nó nằm ở trong cái ngành cái môn học kiến thức ở nằm trong cái nhánh gọi là phòng máy tính nhé, là computer science đây. Thì ở trong các trường đại học ấy thì bao giờ có cái khoa công ty có cái ngành môn là môn phòng máy tính nhé, computer science đấy nhé. Thì các bạn tắt cái đi nào. Đề nghị các bạn là tắt nhá. Tắt tắt đấy đi, đừng để người khác nghe. Đừng để nhiều đến 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 cả lớp nhá. Khoa máy tính. Đấy. Cái phần cái thuật toán nó làm cái phần lõi của cái môn học, nó là một cái ngành của công ty đã tiên là nó là khoa máy tính. Đấy thì chương trình giáo dục mới của chúng ta là có đưa cái này vào học về khái niệm thuật toán, bắt đầu học sinh học từ lớp 6, lớp 7, lớp 8 nhắc lại một chút thôi, không nhiều. Sau đó lên lớp 10 không thì không học, lớp 10 chỉ học một thuật lập trình bình thường. Lên lớp 11 là có hẳn một cái nhánh riêng, hẳn hẳn một cái trình riêng tương đối sâu về khái niệm thuật toán. Lớp 12 là đi sâu hơn nữa. Lớp cấp 3 thì bên cạnh cái môn tin học
môn tin học của lớp của cấp 3, cái môn tin học của cấp 3 nhé, của cấp 3 đấy, gọi là trung học phổ thông ấy, thì nó được dễ làm hai nhánh. Học sinh khi đăng ký học tin học ấy thì được học một trong hai cái hướng và định hướng, nó một thứ nhất gọi là ICT, là ứng dụng tin học, ứng dụng tin học nhé. Thì cái ứng này là hướng như là hầu như là học nghề, thôi, học nghề, học các ứng dụng như là soạn thảo văn bản hay là Excel, hay là học về xử lý ảnh, học làm phim ảnh vân vân. Còn hướng thứ hai là cái hướng CS đây, để học máy tính này, thì học sinh nào mà đăng ký cái hướng học máy tính ấy, CS, thì sẽ được học, về cái thuật toán này. Bạn thấy không? Nhưng mà đây là cái hướng này nhé, theo là chia như thế này, thì học sinh bắt đầu học cái này từ lớp 10, lớp 11, lớp 12. Lớp 12 là học mà khá sâu. Thì cái chương trình mà tôi đưa ra ở đây này đó, thì toàn bộ cái chương trình này này sẽ được học trong phổ thông từ lớp 10, 11 và 12. Tất cả phần mà tôi đi viết đây này, học sinh sẽ được học, mặc dù học ở mức độ rất là sơ cấp thôi, không không không, không sâu. Rồi nói tiếp về cái thuật toán nhé, thì từ xưa nay chúng ta vẫn có cái môn học, nó vẫn có cái gọi là thi học sinh giỏi, thi học sinh giỏi môn tin học, thì phần lớn là thi lập trình thôi, bạn thấy không nào. Thì tất cả những cuộc thi học sinh giỏi từ xưa nay, thi tin học ở Việt Nam cũng như thi quốc tế, là thi Olympic IOE, thì là đều kiểm tra thuật toán cả. Tuy nhiên tất cả những bạn học sinh mà đi thi học sinh giỏi hay là thi thi quốc tế thì đều rất thạo về lập trình, thạo về thuật toán. Tuy nhiên các bạn đó không cũng không hiểu sâu về thuật toán như là môn học của nó đang có trong trong đã trên đại học. Thế thì chúng ta ở đây tôi muốn giúp cho các bạn giới thiệu cái môn học này, là cái môn chúng ta học sâu hơn về khái niệm thuật toán, về mọi thứ liên quan thuật toán, còn sâu hơn cả thì học sinh chẳng thi 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 học sinh giỏi. Học sinh thi giỏi môn tin học, nó chỉ là họ chỉ là những em bé, những bạn đó là làm rất nhiều bài tập, làm thạo và rất thạo về cách về dùng thuật toán để chúng ta làm các bài tập. Tuy nhiên các bạn đó chưa học sâu về cái khái niệm lõi của thuật toán, chưa chưa học được. Thì ở đây là cái bài cơ bản này, là môn chúng tôi muốn là nói cho các bạn về cái phần sâu đó, phần sâu của bên dưới của khái niệm thuật toán là gì, những khái niệm, những định nghĩa, những cái định lý, những cái mà liên quan kỹ thuật, liên quan đến thuật toán. Đấy, được chưa? Rồi, thế thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi vào cụ thể nhé. Cụ thể thì cái hôm nay cái bản này tôi sẽ trình bày lên cái bản tôi đúng không? Sẽ trình bày như vậy, cái phần một một của tôi là cái phần chúng ta sẽ cùng nhau học về khái niệm là mô tả cái khái niệm là thuật toán là gì đúng không? Thuật toán là gì? Hay là cái khái niệm thuật toán nhé. Khái niệm thuật toán. Tiếng Anh nó gọi là algorithm này. Đấy, nhé. Đây là cái mục đầu tiên của cái bài hôm nay nhé. Thì thuật toán thì có rất nhiều cái định nghĩa, chúng ta có thể lên mạng ra tra cứu là thấy ngay. Ví dụ thuật toán có một đạo học nói là, các nhà khoa học nói là đó là một cái phương pháp để giải quyết một vấn đề trên máy tính. Hay có một người khác nói rằng đó là một cái quy trình được xác định cụ thể rõ ràng để máy tính hiểu được và giải các bài toán từ thực tế. Là đó là định nghĩa khác nhau về thuật toán, các bạn có thể ghi chép tùy các bạn nhé. Hay là một 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 về cổ điển mà nói, thì một nhà khoa học từ thời Ba Tư, từ thế kỷ trước đã nói rằng là thuật toán là một tập hợp các quy tắc để thực hiện một cái tính toán nào đó bằng tay hoặc bằng máy tính. Trong một từ điển của phương Tây họ nói rằng thuật toán là một cái thủ tục giải một bài toán bằng hữu hạn các bước, có thể có bước là nó là những định nghĩa khác nhau về về thuật toán nhé. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu đơn giản như này thôi. Thuật toán là gì? Thuật toán là một cách giải một cái bài toán mà xuất phát của nó là phải có một số input đúng không? Và nó sau khi giải một cách giải các bài toán và kết quả ra là output. Cái lời giải này này, cái bài toán này này thì phải là như thế này, phải là mô tả được bằng là hữu hạn các bước,
ghi mô tả để các bạn hữu hạn các bước. Mô tả là những định nghĩa lại nhé, hữu hạn các bước để mà từ input ra được output. Thứ hai là mỗi bước được mô tả rõ ràng, cụ thể. Và nôm na hiểu là các bước này là phải mô tả cụ thể mà để tính hiểu được, chúng ta có thể lập trình được. Nôm na chúng ta phải lập trình được các cái bước này nhé. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta có thể định nghĩa thêm một cái ý nữa là các bước này thì phải xác định các bước này. Em vừa nói trên phần mũi tên là cái gì vậy? Cái gì cơ? Trên phần mũi tên này là cái gì ạ? À, chỗ này là giải thôi, đây là giải bài toán thôi. Chỗ này đây gì? Là chữ giải bài toán thôi nhé. Vâng. Toán này ta ghi thuật toán không sai, thuật toán không sai gì. Thì đây là một số cái mà tôi mô tả cái nôm na chúng ta hiểu được. Còn chúng ta rửa sách ra có rất rất nhiều những cái định nghĩa khác nhau. Nôm na là gì? Nôm na lại là gì? Thuật toán gì? Thuật toán là một tập hợp hữu hạn các cái bước lần lượt mô tả cụ thể, rõ ràng, xác định để mà từ input ban đầu có thể dẫn đến output chính xác theo của bài toán. Nên tức là khi chúng ta mô tả một cái bài toán, thì nó phải có cái phần gọi là phần đầu vào, input đầu vào, phải có cái output đầu ra. Thì thuật toán là cách mô tả, cách giải cái bài toán này để sao cho là đầu vào input, đầu ra output và nó giải được bài toán này thông qua việc là các cái bước lập trình, đồng nai chúng ta hiểu như thế nhé. Thì ở trong các sách giáo khoa của phổ thông ấy thì nó có rất nhiều những cái định nghĩa từ lớp 6, lớp 7 chúng ta học từ xưa nay ấy. Ngay cả bây giờ cái sách lớp 6 bây giờ là học lần đầu tiên học sinh học các thuật toán ấy, thì họ mô tả cái thuật toán rất đơn giản như sau, là thuật toán nó chỉ là một các cái bước cụ thể rõ ràng để từ cái ban đầu thu được cái phần kết quả. Tôi lấy ví dụ kia trong sách giáo khoa ra đưa nhé. Đây là mô tả trong sách giáo khoa cũ của mình đấy, từ xưa này đấy, sách giáo khoa hiện thời của lớp 6 hiện thời nhé, là như thế này nhé. Ví dụ cái bài toán thứ nhất là bài toán là tôi lấy ví dụ để cho chúng ta hình dung về cái điện thuật toán nhé. Ví dụ một là cái bài toán là về thổi cơm chẳng hạn. Đấy, thì làm thế nào để có để thổi được cơm chín, thì ta đi phần đưa ra các bước sau đây. Bước một là chúng ta lấy gạo. Và cái lấy gạo này chính là cái bước là tạo lấy ra input ấy, đúng không? Bước hai là chúng ta vo gạo. Bước thứ ba là chúng ta đổ vào nồi và đổ nước vào, được chưa? Đấy, đó là cái bước thứ ba. Bước thứ tư là chúng ta nấu lên, bật lửa, đúng không? Thứ tư là nấu cơm để lửa to, đúng không? Bước thứ năm là khi mà nước sôi đấy, khi mà cơm sôi thì bạn nhỏ lửa. Và đến bước 6 là cơm chín, kết thúc, đã thu được cơm. Thế nhưng mà đây là cái cách mà chúng ta gọi cái này là các cái gọi người ta gọi là thuật toán, vì nó mô tả theo đúng. Chúng ta đầu vào của chúng ta là một ít gạo, chúng ta lấy gạo ra và mô tả theo hữu hạn bước. Nó phải hữu hạn bước nhưng không phải là vô hạn bước. Mỗi bước là rõ ràng, dễ hiểu, chỉ rõ ra, và cuối cùng là đầu ra của nó là chính xác yêu cầu của bài toán. Chúng ta làm cái này mà đầu ra nó không đúng ý, thì như vậy là sai. Như vậy là cái toán này là sai. Mà toán này là đúng thì ra là đúng nha. Thì đúng là thành nồi cơm thật rồi. Đầu vào là gạo, đầu ra là cơm là cơm chín. Được chưa? Đấy, đây là ví dụ 1 nhé. Bây giờ tôi cho các bạn một cái ví dụ 2 để chúng ta có hình dung một chút nữa về khái niệm thuật toán. Nó đa dạng hơn nhé. Đa dạng hơn. Như thế này. Bây giờ chúng ta có một cái mô tả cái đường phố đây. Là cái đường phố của chúng ta ở đây nhé.
Mô tả như này. Ở đây là đây đây là trường học, còn đây là nhà em. Là A này, đây là B. Câu bài là hãy chỉ ra một cái đường đi từ A đến B. Tìm một đường đi. Tìm một cái đường đi. Đường đi từ nhà em, từ nhà A đến B, đi trường học B trên bản đồ. Thì đây là một, đây cũng là một bài toán. Và chúng ta sẽ mô tả thuật toán đó bằng cách chúng ta mô tả cái đường đi thôi. Được không? Nhà tôi mô tả cái thuật toán nhé. Cũng dễ dễ thôi, dễ thôi, bạn tôi mô tả đây cho nó dễ này. Nhé. Nhưng mà bước 1 là từ nhà A chúng ta đi ra, chúng ta rẽ phải. Chúng ta rẽ phải. Bước thứ 2 là đến ngã. Đây. Đến ngã tư. Đến ngã tư thì rẽ trái. Thì rẽ trái. Đúng không? Thứ ba, bước thứ ba là để đi thẳng đến ngã tư thì dừng lại và rẽ rẽ phải, đi thẳng. Bước thứ ba là đi thẳng, đúng không? Bước thứ tư là đến ngã tư. Đến ngã tư thì rẽ phải. Và thứ năm là đến trường thì dừng lại. Đến trường. Thầy cho em xem lại cái mấy phần mấy chỗ trước à? Đây, trang trước đây. Đang nói về cái thuật toán thôi. Cái phần này là phần đơn giản mà chưa có gì đâu. Nhé. Không phải là về vỗ thừa cơm mà. Đấy, đấy. Đổ vào nồi. Mỗi bước đi là... Bước 1 là lấy gạo nhé. Bước 2 là vo gạo. Bước 3 là đổ gạo vào nồi và đổ nước vào. Đổ nước vào nồi nhé. Để lên đổ gạo vào nồi đấy. Chỗ này là cho gạo vào nồi hay cho gạo vào nồi? Không. Vì em là phía trước cái phần... ví dụ ấy à? Sao? Đây. Trước cái phần ví dụ ấy à? À, cho gạo vào nồi đúng không? À vâng. Ví dụ đây là phần này này. Đúng không? Đây. Vâng. Thật toán là em... cách giải toán này từ input đến output thôi đúng không? Khi hoạn các bước này. Mỗi bước đi là mô tả rõ ràng cụ thể này. Các bước này đều xác định duy nhất này. Đấy. Nhé. Đơn giản thôi mà, thế này chưa có gì đâu, đây đang rất là mới tinh, chưa có gì nhé. Nhưng mà em còn viết nữa. Em đang viết hả? Xong chưa? Vâng. Rồi nhé, chưa chúng ta sẽ đi tiếp này. Chúng ta có ví dụ nhiều để chúng ta hình dung thôi mà, thời gian là nó, bây giờ một ví dụ nữa nhé, ví dụ 3 là tôi nói, ví dụ 3 là tôi nói là, giống ví dụ 2 thôi, ví dụ 2 là chúng ta chỉ dẫn được một cách đi từ nhà đến trường, thì có thể có nhiều cách đi. Như vậy là thuật toán là gì? Là có nhiều thuật toán để giải một bài toán. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Ví dụ thuật toán bài tập 3 là tính tổng. Ví dụ này, bài tập 3 là tính tổng. S bằng là x cộng y cộng z cộng t. Yêu cầu là mỗi lần tính chỉ tính được cộng tổng của hai số thôi. Nhé. Rồi, thì cho làm thử nhé. À, thuật toán này. Bước 1. Là chúng ta đặt S bằng X cộng Y. Bước 2, chúng ta lấy S là có rồi, cộng với Z và trả lại giá trị là S. Đây là cái lệnh án của toán học thôi, của tin học thôi. Thứ 3 là S bằng S cộng T. Như vậy là sau bước này là S chính là cái đáp số, đúng không? Đây chính là cái đáp số. Đây, nhìn mọi cái sau đó này là nó có ba lệnh, nó có ba bước rất là rõ ràng. Bây giờ tôi mô tả một cách thứ hai nhé. Cách thứ hai như sau. Cách thứ hai là tôi viết là S1, tôi viết là X cộng Y và gán vào cái biến nhớ là S1. Cách thứ hai là bước thứ hai tôi đặt S2 bằng Z cộng T. Xong bước thứ ba là tôi gán S bằng S1 cộng S2. Thì cách thứ hai này cũng đúng, cũng ra kết quả. Nhưng mà các bạn thấy là nó có hai, như vậy là có hai cái cách nha, có hai lời giải, hai thuật toán giải cho cái bài toán này, dù rất đơn giản thôi. Bạn thấy không nào? Như vậy là để thiết kế thuật toán là có thể một bài tập, một cái bài nó có nhiều thuật toán khác nhau. Như vậy cùng là một cái bài toán, đúng không? Cùng là một cái bài toán đó và có đầu vào, có input đầu vào và output đầu ra thì chúng ta có thể có nhiều thuật toán để giải một cái bài toán này. Được chưa?
Rồi, là như vậy là vừa rồi là tôi vừa định nghĩa đơn giản thôi. Xong cái phần đầu tiên của cái nhé. Điều chúng ta sang phần tiếp theo là tôi nói sang cái phần mục thứ hai nhỏ của cái phần một này là nói về các cái đặc tính rất quan trọng, các cái đặc trưng, các cái đặc tính. Các cái đặc trưng của thuật toán. Cái này cũng rất là quan trọng đây nhé. Cái mô tả ở bia tôi mô tả lại cái mô tả cái đặc trưng của nó. Đặc trưng thứ nhất mà muốn nói là cái nó gọi là cái tính khả thi, tính khả thi. Khi chúng ta mô tả các bước thì mỗi bước như vậy là phải thực hiện được, phải khả thi được. Chứ mô tả cái lệnh mà mô tả lệnh mà tính không hiểu gì cả không thể thực hiện được thì vô nghĩa. Cho nên cái bước này là bước rất quan trọng là phải khả thi. Tức là nôm na là từng bước một chúng ta mô tả là phải bước đó là chúng ta có thể biến thành cái lệnh một cái chương trình biến thành một cái hàm hay gì đó để mà đưa máy tính được. Tức là chúng ta phải đưa ra một cái thuật toán làm sao mà cho nó để máy tính có thể hiểu được và chúng ta có thể cài trên máy tính được. Đó, cái này là cái bước một là cái rất quan trọng. Cái bước một này cái bước rất quan trọng, nếu chúng ta mà không đúng ý, thì không khả thi thì không thể thực hiện được cái thuật toán đó. Đấy nhé. Cái thứ nhất thứ hai rất quan trọng nó là cái tính nhà, là tính nhà là cái tính hữu hạn. Đây hiểu là tính hữu hạn về thời gian, tức là số bước là phải hữu hạn, mỗi bước là phải thực hiện là hữu hạn thời gian. Như vậy là cái tổng thời gian ấy, cái tổng thời gian là phải hữu hạn, tổng thời gian là phải hữu hạn. Một thuật toán mà đưa vào chương trình mà chờ đến hàng vài tiếng một năm sau không ra được thì vô nghĩa, và nó không nó toán nó phải kết thúc, là kết thúc trong thời gian nào đó cố định lại, là ta phải biết trước là nó phải dừng lại và có kết quả ra được thì mới đúng. Tính hữu hạn nó gọi là tính hữu hạn nhé. Một cái thứ ba nữa cũng rất là quan trọng, nó gọi là tính xác định. Cái này là cái rất quan trọng, tính xác định. Tức là gì? Tức là từng bước một của thuật toán là phải xác định duy nhất cái bước đó. Không thể nào mà khi tôi mô tả các bước thì một bước đó nó phải rõ ràng, một bước đó là phải có một cái là phải rõ ràng và duy nhất được xác định cái bước đó. Và khi mà có cái thứ ba đúng rồi. Chấm mic của em nhận ra là vì nó đục kính. Đề em gian, thề, thời em gian, không biết đọc. Thời gian, thời gian. Nha. Tức gì? Tức là sau tức là book input ấy, là nó phải ra duy nhất một output thôi. Duy nhất một output. Đấy, thì cái đó nó gọi là xác định. Cái này là cái cũng rất rất quan trọng. Cái này các bạn, cái này những người làm lập trình nhiều cũng như không để ý là thật ra trong trong tin học ấy, khi các bạn học học cao lên nữa ấy, lên đại học rồi ấy, thì cho thấy là ngoài cái tính xác định này trong tin học nó còn có một khái niệm nữa là các cái thuật toán, các bạn thuật toán bất định là nó có đấy nhé. Nhưng mà cái này là cái chúng ta không học đến. Cái này là phải những người học chuyên sâu về tin học, chuyên sâu về thuật toán thì ta mới học đến. Còn như vậy là khái niệm là xác định là ngược lại với bất định. Bất định là gì? Bất định là có thể là với một input để ra nhiều output khác nhau, trở lại bất định. Còn nếu mà một input ra một output thôi thì cái đó nó là xác định. Thì như vậy từng bước một của thuật toán là phải ra được cái, là phải xác định chính xác một cái output thôi thì người ta gọi cái đó là tính xác định, cũng rất là quan trọng nhé. Một cái thứ tư nữa, đây cái thứ tư nữa cũng là cái rất quan trọng luôn, nó là cái tính gì, nó gọi là tính đúng, tính chính xác. Cái này chúng ta sẽ làm quen rất nhiều trong tương lai nhé. Hay là mô tả hay là nôm na nó là tính đúng đắn. Cái này người ta gọi là tính đúng đắn của thuật toán. Tức là với cái input như vậy, cái đầu bài như vậy thì cái output này nó phải đúng theo cái mô tả của đầu bài. Anh như là mà tôi thuật toán là thuật cơm như thế này,
thì nếu mà đầu vào là cơm gạo, đầu ra là gì, nó không phải là không phải là cơm thì cái toán nó sai. Hay toán là tìm đường đi từ A đến B mà tôi đi theo toán đó mà không đến được B thì như vậy là toán nó sai. Đấy. Một cái chính xác là gì, là với input này ra đúng output mà không những thế, nó phải như này, nó phải như này đúng này. Tính xác là như này, là với mọi input đấy, chứ không phải là một thôi nhá, với mọi input thì output phải đúng. Đây là cái rất là phức tạp nhá, là cái rất là khó mà nhiều khi chúng ta cũng dạy nhiều học sinh làm bài tập rất là nhiều nhưng mà không để ý cái chuyện này nhá. Từ xưa nay phần lớn chúng ta cứ trao bài tập cho học sinh chúng ta cho một học sinh một cái test đúng, có thể là học sinh vỗ tay thế là xong, thế coi như là bài xong nhé. Hay đi thi, khi mà chúng ta đi thi học sinh giỏi thì trong cái bộ thi đó người ta chỉ đưa ra khoảng một chục test là cùng thôi, không thể với mọi test được, không thể làm nhiều. Nhưng một cái buổi thi như vậy chỉ có khoảng 10 cái test, nếu đúng cả 10 thì coi như là làm đúng, nhưng mà chưa chắc nhé. Không phải là với đưa ra cái 10 cái test mà đúng là đúng đâu, không phải. Chúng ta sẽ hiểu kỹ cái này xong tắt nữa nhé, phần sau này tính chính xác ở đây phải hiểu là với mọi input là output phải đúng. Như vậy là đây là một cái tính chất rất quan trọng của thuật toán, mà cái tính chất này là nó liên quan đến toán rất là nhiều chứ không phải chỉ tin học, đây liên quan đến toán luôn đấy, liên quan đến toán luôn. Khi chúng ta mà đưa ra thiết kế một thuật toán thì các bạn ngoài cái việc các bạn phải test thử trên các cái ví dụ đầu vào, chúng ta phải chứng minh được là nó là đúng đắn. Đấy, thì chứng minh bằng cách nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Chúng ta phải chứng minh được. Đây là cái rất là khó của thuật toán đấy. Thì đây là cái mà bình thường học sinh không được học cái này. Học sinh chúng ta không biết cái này. Và chỉ có như là thực sự nay chúng ta dạy học sinh là chỉ là học sinh làm khi chúng ta cho học sinh thử một vài cái test xong là xong. Là có những giáo viên cho học sinh điểm 10 luôn. Ra một tập cho học sinh. Xong cho học sinh khoảng 4-5 cái test dễ đến khó. Suy làm đúng cả năm cả 10 cái test đó là chúng ta cho học sinh điểm 10. À, nhưng mà cái đó là chưa đủ. Đối với những ai mà học chuyên sâu thuật toán thì chưa đủ nhé. À, như vậy chúng ta phải tính phải chứng minh cho nó là khả thi này. Thứ hai là nó phải hữu hạn bước này, thứ ba là phải hữu hạn này. Nó phải là xác định này, chính xác này. Và cuối cùng là nó phải là đúng đắn. Thì các bạn chú ý nhé. Đấy, thì đây là một chỗ mà rất là quan trọng. Đấy. Thì đấy, như vậy cái thuật toán nó đóng vai trò gì? Ta biết rồi, thuật toán là đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc giải quyết vấn đề. Nhé. Thế như vậy là như này, bây giờ chúng ta quay lại cái khái niệm rất quan trọng mà trong toàn bộ các chương trình tin học trường phổ thông mới thì các bạn đã nghe rồi, là ở trong khi các bạn đọc kỹ cái chương trình giáo dục phổ thông mới môn tin học của 2018 ấy, thì có một cái từ khóa rất quan trọng người ta nhắc đến là cái từ gọi là tư duy máy tính. Tư duy máy tính. Thì tư duy máy tính nó là cái gì? Đấy. Thì có thể hiểu nôm na nhé. Tư duy máy tính là cái tư duy mà giúp con người dùng máy tính để giải quyết bài toán của con người đặt ra. Chúng ta có bài toán gốc nhé. Bài toán thực tế nhé. Bài toán thực tế. Đấy. Thì với tư duy máy tính này, chúng ta sẽ sử dụng máy tính để mà ta giải quyết vấn đề, giải cái bài toán đó, giải cái bài toán trên. Thì cái tư duy mà tổng thể cho cái việc này thì người ta gọi đó là tư duy máy tính nhé. Tư duy máy tính là một khái niệm rất là rộng, thì tôi sẽ nói sau cái này nhé. Nó là một khái niệm rất là rộng, là nó còn có nhiều thứ nữa, cũng như là chúng ta phải hiểu bài toán, chúng ta phải biến đổi bài toán, chúng ta phải mô phỏng bài toán sao cho nó hợp lý, sao chúng ta phải thiết kế cho toán, sao chúng ta cài đặt chương trình, chúng ta phải cải thiện chương trình cho nó hay, cho nó đẹp để làm bài toán thực tế. Thì tất cả cái đó nó gọi là tư duy máy tính. Nhưng ở trong tư duy máy tính này thì phần lõi của nó chính là cái phần thuật toán. Đấy. Cái phần như vậy thuật toán là một cái khái niệm mà cái tư duy lõi nằm bên trong cái tư duy máy tính nhé. Thì như thế này,
Đây tôi mô tả lại vì cho thầy dễ dễ hình dung hơn nhé. Đây là bài toán gốc đây. Bài toán gốc mà chúng ta cần phải giải nhé. Sau đó thì chúng ta phải dùng tư duy máy tính để chúng ta mà mô tả cái bài toán trên dưới dạng những cái dạng mà máy tính hiểu được. Máy tính hiểu được. Được chưa? Đấy. Sau đó chúng ta dùng thuật toán để chúng ta thiết kế thuật toán để mà giải cái bài toán trên. Thuật toán. Được chưa? Sau đó chúng ta mới làm chương trình. Mình thiết kế chương trình để giải cái bài toán trên. Đấy thì toàn bộ cái này này là nó là cái phần này nó gọi là tư duy thuật toán. Cái phần trên này, cái phần gốc đây nó gọi là tư duy thuật toán. Chúng ta dùng tư duy máy tính. Chúng ta dùng tư duy máy tính để chúng ta có thể biến đổi cái bài toán gốc này trở về cái bài toán tính hiểu được. Ở đây thuật toán đây là chúng ta cho ta dùng tư duy thuật toán. Tư duy thuật toán. Còn ở đây chương trình thì nó là tư duy lập trình. Thì toàn bộ tất cả cái này người ta gọi chung là có thể gọi chung đấy là tư duy máy tính. Được chưa? Đó. Cho nên cái từ tư duy máy tính là cái từ mà rất hay được nghe trên đài báo chí, trong các bạn đọc kỹ lại cái chương trình tin học phổ thông 2018 đi, thì trong đó họ nói là cái tư duy quan trọng nhất mà được dạy cho học sinh. Giáo viên phải hiểu chương trình và dạy cho học sinh dạy cái gì thì dạy quan nhất dạy được cái tư duy máy tính. Đó, cái đó là cái từ khóa rất quan trọng luôn nhé. Cái từ tư duy máy tính ý, là cái từ rất quan trọng, mà từ quan trọng thứ hai là từ tư duy thuật toán, là một từ rất là quan trọng. Được chưa? Thì ở đây tôi nói lại một chút, chúng ta nhớ lại có hai cái từ. Một cái từ là tư duy máy tính. Tư duy máy tính. Thì anh nó gọi là computational thinking. Computational thinking. Còn cái tư duy thuật toán. Thì anh gọi là algorithmic thinking. Mình có hai từ quan trọng. Thì cái tư duy máy tính là cái mà nó làm cái tổng quát hơn một chút so với tư duy thuật toán. Tư duy máy tính là cái khái niệm mà nó rộng hơn, bao hàm hơn. Nó là làm cả chương trình luôn. Thì có thể theo tôi thì chúng ta nên có cái sơ đồ như này là tư duy máy tính, thì nó gồm tư duy máy tính nhé. Thì nó có một cái mảng rất quan trọng là cái mảng tư duy thuật toán mà ta đã biết rồi. Đây nhé, tư duy thuật toán. Một cái mảng thứ hai nữa thì tôi gọi nó gọi là STEM, là cái tư duy để dùng nhiều công nghệ kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh. Đấy, như vậy này, trong cái chương trình phổ thông ấy thì cái tư duy máy tính nó gồm có hai cái nhánh này. Thì cái nhánh thuật toán này là cái nhánh mà chúng ta đã học đấy, là thiết kế cái thuật toán để giải các bài toán cụ thể ở trên máy tính. Còn cái STEM này là cái gì? Là cái chúng ta làm chương trình, chúng ta lắp robot, chúng ta làm cái chương trình các phần mềm cụ thể ứng dụng ở trên thực tế và trong cái dạy học sinh để làm ra các sản phẩm cụ thể ứng dụng. Thì tất cả cái này nó nằm trong tư duy máy tính. Đấy, thì các bạn thấy không, thì nó là như thế nhé. Thì khi mà chúng ta có một bài toán thì chúng ta phải dùng tư duy máy tính để chúng ta đưa nó về cái bài toán mà mình hiểu được, sau đó chúng ta mới giải bằng tư duy thuật toán nhé. Tôi lấy ví dụ để chúng ta hình dung một chút về khái niệm tư duy máy tính nhé.
Ví dụ một này, để chúng ta có hình dung cái, để hình dung cái khái niệm về tư duy máy tính. Quên mất từ nãy giờ là chúng ta đang sang cái phần tiếp theo là tư duy máy tính rồi đấy. Phần trên đang về thuật toán đúng không? Ở đây đây đến đây là một hai cái đặc trưng của thuật toán đúng không? Đấy. Sang đây là sang một một ba rồi, sang chỗ này là chỗ này là 1.3 rồi là tư duy máy tính nha. Bên công chuyện tư duy máy tính phần thứ ba là mở rộng ra khái niệm tư duy thuật toán lên cao một chút là tư duy máy tính. Đấy. Rộng hơn một chút thôi. Đấy. Tư duy máy tính là cái này nhé. Đấy. Vì tôi cho ví dụ về về cái tư duy máy tính này không phải là thuật toán mà là máy tính nhé. Đây tôi lấy ví dụ nhé, ví dụ như là tôi lấy ví dụ một này đơn giản thôi, ví dụ như là chúng ta quay lại cái lập trình Scratch này nhé. Bây giờ đầu bài là em hãy vẽ hình tròn ở trong Scratch nhé. Trong cái phần mềm mà trong cái lập trình Scratch ấy, nó không có lệnh vẽ hình tròn. Nhưng mà chúng ta như còn bắt cái phải vẽ hình tròn, thế làm thế nào? Làm thế nào để có thể thì cách làm thế nào này thì chúng ta không dùng tư duy thuật toán, người ta giải cái bài toán này. Ta phải dùng tư duy máy tính ta mới làm được. Tức là như này, ở trong Scratch nó không có lệnh vẽ hình tròn, nhưng mà nó có cái lệnh vẽ đường thẳng và có lệnh xoay, và dựa trên hai lệnh xoay và vẽ thẳng, chúng ta có thể vẽ được một đa giác đều. Chúng ta sẽ vẽ một cái đa giác đều n cạnh thì với n khá lớn, vì n lớn bằng 100 chẳng hạn, thì nó sẽ vẽ ra hình tròn ngay. Đấy, như vậy các bạn thấy đây là ví dụ của một cái bài toán mà chúng ta không dùng được cái tư duy thuật toán để ta vẽ, người ta làm bài toán này, mà chúng ta dùng tư duy máy tính. Chúng ta phải tư duy theo cách máy tính suy nghĩ. Ở trong Scratch thì nó không có lệnh vẽ đường tròn, nhưng chúng ta có thể dùng các lệnh để vẽ đường đa giác đều. Và khi n nó khá lớn ấy, thì nó thành hình tròn. Thì như vậy bài toán này là bài toán như sau. Thì chúng ta mô tả trên Scratch nó là lệnh lặp thôi. Đó. Ví dụ chúng ta lặp là 360 lần, đúng không? Sau đó là ta dùng lệnh move ở trên ví dụ là một bước chúng ta xoay. Chúng ta xoay trái xoay phải là một độ rồi một độ đây là hai cái lệnh trên ở trong đây là lệnh ở trong đấy nhé, ở trong Scratch nhé. Đó thì như vậy chúng ta thấy đây là cái tư duy thuật toán của chúng ta, tư duy máy tính để chúng ta làm nhé. Chúng ta biết tôi nói sang ví dụ hai là tôi quay lại ví dụ vẫn tôi nói ở trên nhé. Là cái bài toán là gì? Bài toán là bài toán tìm đường đi từ A đến B. A đến B ở trên bản đồ. Thì đây là cái bài toán hoàn toàn thực tế. Thì đầu tiên chúng ta chưa thể dùng thuật toán ngay để ta giải bài này. Chúng ta phải tư duy một chút. Chúng ta phải biến đổi cái bài toán này trở về cái bài toán mà mình hiểu được. Sau đó chúng ta mới mới giải thuật toán, được chưa? Đó. Thì cho làm như sau, chúng ta sẽ dùng thông tin về các cái đường phố trên bản đồ đó, chúng ta làm như sau này, cái bài toán nhé, bài toán của chúng ta nhé, chúng ta thiết lập cái mô hình. Là cái mô hình người ta gọi là mô hình đồ thị, bao gồm những cái vị trí là các ngã tư ở trên đường phố hay những vị trí ở trên đường phố và vẽ các cái đường đi. Cái đường đi đây là có cái đường phố đấy, các cái đường phố ở trên đây là vị trí A này, đây là vị trí B. Thì đây là cái mô hình đồ thị rồi. Đồ thị là mô hình hoàn toàn toán học và máy tính hiểu được.
Và bây giờ cái bài toán của chúng ta dẫn đến bài toán này là cho một cái đồ thị AB, cho một cái đồ thị G bằng là V là thập các cái đỉnh và E là thập các cạnh, và tìm và cho AB là hai đỉnh trên V và tìm một cái đường đi qua các cạnh, được, tìm một đường đi từ A đến B. Đó, thì cái nhưng mà cái bài toán tìm đường đi trên bản đồ ấy, trên bản đồ của chúng ta là dùng tư duy máy tính để dẫn nó về cái bài toán là hoàn toàn máy tính, hoàn toàn là của máy tính, là trong một đồ thị và tìm đường đi trên đồ thị. Thì cái phần này này, cái phần này là ta giải hoàn toàn bằng thuật toán, cái này thuật toán được chưa? Thì từ cái bài toán này là bài toán mà chúng ta dùng tư duy thuật toán để chúng ta giải cái bài toán này. Thì cái bài này chúng ta sẽ làm sau và cuối chương trình nhé, sẽ có cái phần này ví dụ như vậy. Nhưng mà cái trên này là khác, trên này là bài toán thực tế. Nhưng mà là từ bài toán thực tế chúng ta sẽ có cái tư duy và biến đổi nó về cái bài toán mà đưa về bài toán mà chúng ta có thể giải được bằng thuật toán, được chưa? Đó là cái nhưng mà chúng ta cái mô hình của chúng ta là cái đó là cái như vậy là từ cái bài toán đầu nhé. Xem lại lần nữa, chúng ta xem lại lần nữa cái này, nên là lên từ bài toán gốc này, từ bài toán thực tế này, đúng không? Chúng ta sẽ đưa về cái bài toán mà mình tính hiểu được cái bài toán hay là cái mô hình hóa cái bài toán này, mô hình cái bài mô tả bài toán trên, nó gồm có cái phần input và output. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng tư duy thuật toán để chúng ta giải. Chỗ này là vai trò của thuật toán đây, rất quan trọng đây, đúng không? Giải xong thì chúng ta mới lập viết cái chương trình. Thì quá trình viết chương trình này người ta gọi là gì? Người ta gọi là cái quá trình này này, người ta gọi cái này này, người ta gọi là cài đặt chương trình. Quan chú ý là thuật toán là khác, chương trình là khác nhá. Đó, hai cái khác nhau. Từ xưa nay là nhiều người vẫn hiểu lầm, hay là học sinh chúng ta đấy, có cái hiểu lầm là hai cái là một, nhưng mà rất là khác nhau. Thuật toán là một cách giải, thuật toán ở trên đấy là gồm tâm mô tả của các cái bước để từ input ra output. Thuật toán là gồm có cái bước mà mô tả bằng các cái ngôn ngữ dễ hiểu, tính hiểu được, có xác định và phải chính xác, đúng đắn. Còn khi mô tả cái chương trình là áp dụng một cái phần ngữ cụ thể rồi, chúng ta có thể cài đặt trên Scratch, cài đặt trên Python, cài đặt trên C, trên Pascal. Thuật toán này phải được mô tả là độc lập với ngôn ngữ lập trình, chứ không thể mô tả thuật toán bằng chính những ngôn ngữ lập trình được, nó phải là khác. Nhớ các bạn chú ý nhé, nhưng thuật toán là khác và chương trình là khác. Đấy, đây là cái chúng ta khi mà dạy cái môn này là chúng ta chú ý là nó khác biệt là như vậy. Không, thuật toán không phải là chương trình nhé. Đấy, được chưa? Đấy, thì mà ở đây chúng ta cần có cái tư duy thuật toán. Bài này chúng ta đang học ở thuật toán, cho nên cái tư duy thuật toán này là rất quan trọng. Còn chương trình thì là hiển nhiên rồi, đó là cái chúng ta có toán tốt rồi thì chúng ta sẽ mô tả bằng chương trình. Thì chương trình này thì chúng ta chỉ cần đòi hỏi cái kỹ thuật lập trình thôi. Cái này đó là kỹ thuật lập trình. Ai làm nhiều thì quen tay thì lập trình nhanh, ai mà không quen tay, không thạo thì lập trình nó kém, lập trình nó chậm mà nó bị sai sai sót. Thì nhưng mà cái tư duy thuật toán khác, tư duy lập trình là nó khác nhau. Tất nhiên là đối với học sinh mà học giỏi thì hai cái này nó gần như là một, nó khó nhưng mà nói chung là nó khác nhau đấy. Hai cái này là nó rất là khác nhau. Khi chúng ta học về cái môn học này, chúng ta sẽ thấy là nó khác nhau. Thế bây giờ tôi dừng lại một chút đây và tôi nói thêm cái mục nữa ở cái phần này là
Như vậy chúng ta có cái khái niệm là tư duy. Tư duy thuật toán. Nó thật ra là nó rất là giống với toán mà là mà nó khác. Các bạn biết rồi là trong toán học thì nó có khái niệm là tư duy toán học. Ai mà học sinh nào học giỏi toán thì người ta có nói là tư duy toán của bé này rất là giỏi. Thì bây giờ tôi cùng các bạn là chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút thôi cho nó vui thôi, là chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự khác biệt giữa tư duy thuật toán và tư duy toán học khác nhau chỗ nào nhé. Các bạn coi có ý kiến không, có ai có hình dung chỗ này không? Nó rất là giống nhau mà nó lại khác nhau, thì chúng ta đưa một vài ví dụ đơn giản thôi để chúng ta có cái hình dung được cái sự khác biệt giữa và khác biệt và giống nhau nữa, giữa một bên là tư duy toán học và một bên là tư duy thuật toán. Tôi lấy ví dụ nhé, đây bây giờ bên tư duy toán học là cho sẽ làm bài toán, ví dụ là tính, ví dụ nhé, tính 2 mũ 10, đây ví dụ cho các em làm. Thằng cô giáo viên ra đáp số, hỏi đáp số đúng, thì ai đúng thì được 10 điểm, ai làm sai thì được trừ điểm. Thế thôi. Như vậy chỉ còn như vậy bài thời này chúng ta thấy là đúng hay là sai. À, đó là tư duy toán học, rất đơn giản cho bài toán. Tính đáp số, đúng thì là đúng, sai thì là sai. Nhưng với tin học thì tư duy toán thì không phải như vậy. Tư duy toán thì làm như sau. Thì vẫn là tính. Nhưng mà đầu bài rồi như sau, tính 2 mũ 10 với là sao cho là với ít phép nhân nhất. Ít phép nhân nhất có thể. Đấy, nó lại khác nhá. Nó vẫn là tính 2 mũ 10 thôi, nhưng mà cái tư duy thuật toán là nó kèm theo là nó có là chúng ta thấy là nó có các cái bước. Các bước là phép nhân thôi, nhưng làm sao bước là phải ít phép nhân nhất có thể. Như vậy có cái tính tối ưu, có cái tính về thời gian, có cái tính về đúng, chúng ta có tính về thuật toán, bạn thấy không nào? Thì các bạn thấy ở đây tôi học sinh có thể giải như sau nhé. 2 mũ 10 thì bằng là 2 mũ 5 tất cả bình phương, đúng không? 2 mũ 5 thì là đây thì là 2 nhân với 2 mũ 2 tất cả bình phương, thì là ví dụ thôi. Như vậy như sau này, bước 1 là S bằng 2 này, xong bước thứ 2 là S1 bằng S bình phương này, đúng không? S bình phương, xong bước thứ 3 là S1 thì bằng là S1 bình phương này. Bước thứ 3 nhé, tôi làm thử xem nào. Đây, bước thứ 4 là S2 sẽ bằng là S nhân với S1, xong bước thứ 5 là S cuối cùng, S sẽ bằng là S2 bình phương. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, tất cả là 5 bước, là 5 là 5 phép nhân. Để bình phương chính là 1 phép nhân thôi. Còn cái làm lên kiểu bài toán ta có thể làm là 2 nhân với 2 nhân với 2 nhân với 2 nhân với 2, như vậy là 10 lần 10 phép nhân. Cũng chẳng sao cả. Đối với người làm toán thì chẳng sao hết. 10 phép nhân hay là bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là đúng. Còn với tin học thì không. Chúng ta biết với bài này chúng ta làm như vậy. Bài này đáp số của nó là gì? Là tôi tính 2 mũ 10 nhưng mà với 5 phép nhân thôi. Đấy. Có thể các bạn hỏi thêm là những học sinh có thể tìm được ít phép nhân hay không? Đó là bài toán khó hơn về nhà nhé. Đó, tôi lấy ví dụ. Là tôi thấy cái sự khác nhau giữa một bên là một là tư duy toán học và một bên là tư duy thuật toán, đúng không? Đây hay là bài số 2, tôi lấy ví dụ số 2 nhé. Ví dụ 2 là tính ước chung lớn nhất của hai số, ví dụ như là 10225 và số thứ hai là 11700, ví dụ như vậy. Thì cái bài này chỉ được tính thôi, tính được ra đáp số đúng hay sai thì báo đúng sai thôi nhé. Nhưng cái bên này thì không, bên này là tính, cũng tính như vậy, tính ước chung lớn nhất của hai số đó, đúng không? Nhưng mà với là sao, với thời gian nhanh nhất, với ít phép tính nhất có thể.
Giải pháp thứ nhất đây là lấy phép tính cộng trừ nhân chia. Đó. Thì như vậy là cách mà cái tư duy thuật toán là cách mà chúng ta cho bài toán là nó khác so với cái môn toán. Môn toán hầu hết là chúng ta khi làm bài toán chứng minh, các bạn chứng minh đi thì chứng minh là một chứng minh xong là xong luôn. Chẳng có ai yêu cầu là cho học sinh làm kiểu 2-3 cái chứng minh cả, chỉ một chứng minh thôi. Còn bên tin học thì không. Chúng ta có thể làm bài toán trên rất nhiều lời giải khác nhau và chúng ta tìm ra lời giải tối ưu nhất có thể bằng cách là theo một cái đĩa, theo một cái tiêu chí nào đó. Như vậy đây là sự khác nhau giữa cái một bên này là tư duy toán học, này tư duy thuật toán. Hai cái này nó rất là giống nhau nhé, rất là giống nhau luôn. Cho nên là thực tế nhưng khi chúng ta cứ bị nhầm lẫn giữa hai cái. Một học sinh mà giỏi toán thường cứ hiểu ngoài A cũng là chắc là giỏi về tin học lắm, và ngược lại học giỏi tin học lắm cũng giỏi toán, nhưng không phải. Hai cái là nó có sự khác biệt nhau. Khi mà học sâu lên trên đấy, học nhiều hơn là nó có sự khác biệt, khác biệt lắm. Không, hai bên này khi mà học sâu lên thì thực chất hai bên này là thực chất không hiểu nhau luôn. Cái tư duy khi chúng ta làm sâu hơn về thuật toán hay về tin học là nó, cái tư duy nó khác so với tư duy của mình làm toán, nó khác nhau trời một vực đấy nhé. Tất nhiên là nó rất là giống nhau, được chưa? Rồi. Thế bây giờ trước khi mà đi sang cái mục tiếp theo, tôi muốn dừng lại ở đây một chút. Tôi là phần tiếp theo tôi nói về cái thiết kế thuật toán nhé. Nhưng mà trước khi sang, tôi muốn nói tôi muốn quay lại một chút về cái chương trình máy tính, chương trình tin học phổ thông của chúng ta, cái chương trình gọi chương trình giáo dục phổ thông mới đúng không, 2018 của chúng ta. Thì cái này là cái mà rất nhiều giáo viên cũng biết rồi, nhưng mà tôi cảm giác là nhiều người cũng chưa hiểu hết cái tinh thần của cái trình này. Thì bây giờ tôi nói thêm một chút để các bạn hiểu nhé. Và để cho thấy là cái sự khác biệt của cái chương trình mà tính hiện, của chương trình tiết học hiện nay và chương trình tiết học cũ từ xưa đến nay là khác nhau ở chỗ nào, và khác nhau đó nó nằm ở đâu, và chúng ta vì sao có cái môn học này. Đây tôi nói luôn, thì trong cái các bạn mà đọc kỹ cái trình tiết học phổ thông 2018 ấy, thì trong đó thì nó có một cái những đoạn rất quan trọng sau đây, tức là cái mô hình môn tin học mới của chúng ta nó được chia làm ba nhánh kiến thức như sau. Thì tôi mô tả luôn rằng chia làm ba nhánh rất quan trọng. Một này, hai này, vẽ như này các bạn sẽ tra cứu nhé. Cái bên này này nó là ICT, nó là ứng dụng tin học. Ở dưới này nó gọi là DL, là học vấn số hóa phổ thông. Và chỗ này các bạn nhánh thứ ba nhánh gọi là CS, là khoa học máy tính. Nó lại như đây là khoa học máy tính này. Máy tính này. Đây là ứng dụng này. Ứng dụng tin học. Đây này, còn cái này là học vấn số hóa phổ thông. Các bạn cứ tra cứu nhé, số hóa phổ thông. Thì trước khi mà đi vào cái sâu hơn thì tôi nói sơ qua để các bạn hình dung cũng dễ hiểu thôi. Ứng dụng tin học là cái gì? Ứng dụng tin học là học tin học để ứng dụng vào cái và cái các cái cụ thể của đời sống hàng ngày, và ứng dụng thông qua các phần mềm ứng dụng, ví dụ như là soạn thảo văn bản, học bằng kính điện tử, học có 10 ngón, học dùng một phần mềm để vẽ, dùng phần mềm để làm phim, phần mềm làm video vân vân. Đấy thì cái đó nó là ICT nhé. Còn DL là thực ra cái này rất là mới, là còn học vấn số hóa phổ thông là cái gì? Là những thức lõi mà một con người cần phải biết ở trong thế hiện đại. Ví dụ là cái gì? Ví dụ như là ta cần phải biết về khái niệm cơ bản về máy tính, biết internet, biết về thư điện tử, biết về các cái mạng xã hội, biết về tin học văn phòng, rồi biết về các cái pháp luật, đạo đức, văn hóa trên mạng internet. Thì cái đó nó gọi là học vấn số hóa phổ thông nhé. Thì hai cái phần ICT này và DL là phần mà từ trước đây vẫn học. Như vậy là cái phần này này là phần mà không có gì mới, hoàn toàn giống như xưa nay chúng ta vẫn học. Còn CS là phần hoàn toàn mới được đưa vào chỉ phổ thông. Như vậy chỉ phổ thông của chúng ta hiện nay, cái phần mới chính là cái phần này, chính là phần CS này, là phần học máy tính nhé. Từ xưa vẫn có cái phần lập trình,
từ xưa con lập trình, nhưng phần lập trình từ ngày xưa nay nó chỉ dạy rất là ít, dạy rất là nó nằm xen kẽ giữa giữa DL này và cái bên ICT này, mà nó chỉ phần lập trình không, nó không có cái không, nó không có cái không có cái phần cơ bản của máy tính. Thì bây giờ đã có máy tính được đưa vào, và đây là đây người ta gọi đây là cuộc cách mạng đối với môn tin học đấy, cách mạng tức là lần đầu tiên ở Việt Nam và thế giới vậy thôi, là cái khoa học máy tính là cái môn học mà thực sự đây nó chỉ là môn khoa học cho người cho sinh viên, cho người lớn chứ con không được học cái này, nhưng bây giờ lần đầu tiên được đưa xuống dạy cho học sinh thì dạy như thế nào đấy, chúng ta sẽ đang học cái môn đó đấy. Thì trong khoa máy tính này thì phần lõi của nó chính là phần lõi của khoa máy tính này chính là cái phần thuật toán thôi, không có gì cả, thuật toán. Theo sinh viên học từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, 11 và 12 là những cái phần mà lớp 3, 4, 5 này làm quen với lập trình SCAD, nó chỉ là cái phần hai phần này thôi, hai cái phần ICT và DL thôi. Còn lên cấp 2 thì bắt đầu học rất đơn giản về thuật toán, nhưng không học khoa học sâu. Lên cấp 3 bắt đầu học sâu hơn, bắt đầu học cái chúng ta đã có ở đây. Đấy, bắt đầu học về khái niệm là thiết kế thuật toán, rồi đánh giá thuật toán, tính hiệu quả của thuật toán và các cái kỹ thuật để mà ta làm kỹ thuật để mà thiết kế thuật toán nhé. Đó, thì đây là cái phần mà tôi muốn nói thêm một chút trước khi chúng ta sang phần mới nhé. Thì cái em tôi nói luôn một chút nữa về cái tư duy khác biệt giữa cái thành cảnh rất quan trọng đây. Khi dạy từ xưa chúng ta dạy ICT dạy mãi rồi, thì tôi muốn nói cái sự khác biệt giữa hai cái này để chúng ta hình dung nhé. Đây là hai cái mà rất nhiều người cũng là mới của chúng ta đây, nhà giáo viên dạy tin học đây đang chú ý nhé, là cái sự khác biệt giữa ICT và CS là nằm ở đâu khi dạy cho học sinh, khi dạy cho học sinh. Vì trong này có rất nhiều cái là nó chung nhau, tuy nhiên là trong cái tư duy chúng ta dạy cho học sinh ấy là nó sự khác biệt giữa bên này và bên này. Đấy, thì khác biệt nó nằm ở đâu để xin nói luôn nhé, cho chúng ta hình dung nhé. Đây, bên nằm ở đây này, khi mà dạy, chúng ta chú ý. Một, khi mà chúng ta dạy học sinh về một cái hệ thống máy tính, một cái hệ thống phần mềm hay một cái gì đó, một cái hệ thống máy tính ý, thì đối với ICT là dạy cho học sinh là gì? Làm hệ thống đó, hệ thống máy tính đó, hệ thống đó được sử dụng như thế nào? Được sử dụng như thế nào, tức là từ xưa đến chúng ta chỉ học cách chúng ta dùng thôi, cách chúng ta dùng các cái hệ thống đó, dùng phần mềm vẽ để ta vẽ, hay là dùng phần mềm lập trình để ta lập trình, dùng phần mềm làm phim để chúng ta làm phim, dùng phần mềm sửa lý ảnh chúng ta là xử lý ảnh thôi. Đấy, là đó là cái tư duy cũ nhé, tư duy khởi thì cũng là tư duy của cái bên ICT. Còn cái bên CS ta phải tư duy như này, là dạy khác, là dạy là cái hệ thống đó khác đi một chút đấy, hệ thống đó được thiết kế hoạt động như thế nào, hoạt động như thế nào. Đấy, nhưng mà câu hỏi là khác nhé, câu hỏi là như vậy là cái ý định, cái tư tưởng đang dạy là nó khác hẳn nhau. Đấy, bên này chúng ta cần là nó dùng như thế nào thôi, còn bên này chúng ta mô tả cái lõi của nó được thiết kế hoạt động như thế nào, vì sao nó lại như vậy, vì sao chúng ta là phải biến đổi như thế này. Đấy, như bên này chúng ta chỉ học là gì, học mà điều khiển con robot, chúng ta chỉ cho lệnh cho robot nó chạy thôi, còn bên này chúng ta phải mở ra robot nó hoạt động như thế nào, nó gồm có cái đâu là bo mạch, đâu là cảm biến, đâu là động cơ, cái đối ra làm sao để có thể điều khiển được con robot đó. Đấy, như vậy là nó khác biệt nhau giữa hai bên, được chưa? Đó, bên này chúng ta dạy một thuật toán thì mô tả sinh các bước thôi, bước 1, 2, bước 3 là xong. Bước này chúng ta hiểu vì sao bước đó lại dẫn đến kết quả, cái bước đó như vậy là tối ưu chưa, cần phải chứng minh nó là các bước của thuật toán đó là đúng. Đấy, thì như vậy hai bên là nó khác nhau nhé, tư duy là nó khác nhau. Từ xưa đây chúng ta cũng dạy thuật toán rất nhiều rồi, nhưng mà dạy theo kiểu dạy bên này như vậy, chúng ta dạy thuật toán là chúng ta cũng dạy nhiều về thuật toán tham lam lại rồi, thuật toán quy động rồi, nhưng mà không dạy là vì sao lại như vậy, cái lõi của nó là cái gì, cái lõi vì sao người ta đưa ra cái đó, hay vì sao như vậy là đúng, thì lại không được dạy, dạy coi như dạy cái máy, dạy dùng nó như một cái máy nhé. Đấy, còn bây giờ là khác nhé.
cái tư duy thứ hai sẽ khác biệt nhau là đối với hệ thống ICT đó thì ta sẽ khi mà dạy ta dùng con người làm trung tâm, con người làm trung tâm. Do đó thế là mọi nhu cầu của con người là cái đích cuối cùng là phải học. Con người cần cái gì thì dùng phần mềm. Con người cần phải là cần phải vẽ thì từ phần mềm vẽ. Con người cần cần phải làm gì đó thì ta dùng phần mềm để ta xử lý. Nhưng bên này thì không. Ở bên này là cái tư duy bên này là chúng ta là gì, là lấy máy tính làm trung tâm. Máy tính làm trung tâm. Như vậy là một sự khác biệt giữa hai bên đấy. Bên ICT là lấy con người làm trung tâm, còn cái bên kia bên CS này là lấy máy tính làm trung tâm nhé. Ở bên này khi mà làm việc với các cái phần mềm mà chúng ta quan tâm đến là các cái khi mà dùng chúng ta quan tâm đến thì quan tâm đến nhu cầu của người sử dụng, nhu cầu của người sử dụng nhé. Đấy, thì có người là trung tâm mà. Bên này thì không, bên này chúng ta quan tâm đến cái gì, chúng ta quan tâm đến thuật toán. Đấy, chúng ta khác nhau, quan tâm đến thuật toán, đến cấu trúc dữ liệu, đến cấu trúc dữ liệu à, đúng không, đến đấy, tất cả liên quan đến các cái kỹ thuật lập trình vân vân để mà giải quyết vấn đề cho con người. Thế còn cái gốc của nó nhé. Bên này nếu mà chúng ta hiểu bên này, chúng ta học sinh người dùng, người nghèo mà chúng ta cần phải đưa họ tiền để họ ăn. Này chúng ta đưa cho cái cần câu để nó tự động nó câu cá để nó bán để nó ăn. Đấy, như vậy là khác biệt giữa hai bên nhé. Đấy. Còn bên này cái thứ tư nữa là có sự khác biệt nữa là ở bên này là gì, là chúng ta quan tâm đến cái phần mềm, đến các phần mềm đã có sẵn người ta dùng, có sẵn người ta dùng, thiếu người ta dùng cái đó. Nhưng tôi cần phần mềm để vẽ hình, tôi phải tìm phần mềm vẽ hình, tôi cần tìm phần mềm để sửa ảnh, cần phần mềm để xử lý ảnh, vân vân. Còn bên này chúng ta không quan tâm, chúng ta quan tâm đến thiết kế phần mềm để ứng dụng. Cái gì nó khác nhé. Bên này là tìm phần mềm để ứng dụng, bên này là thiết kế phần mềm. Khi mới phần mềm này chúng ta dùng nó nhé. Đấy. À, cái thứ năm nữa, bên này quan tâm đến chúng ta mà định hướng, chúng ta định hướng nghề nghiệp. Bên này định hướng nghề nghiệp, bên này chúng ta là định hướng bên này là định hướng chuyên nghiệp, định hướng hàn lâm. Đấy, như vậy là tôi thấy là có sự khác biệt giữa hai cái tư duy khi chúng ta dạy, khi mà dạy khi học với cái hai cái định hướng là CS và ICT. Đấy, chúng ta chú ý cái mô hình ba nhánh này, 1 này, 2 này, 3 này, thì cái CS là cái mới tinh này. Thì chúng ta đưa vào dạy là nó khác biệt. Sự khác biệt giữa bên này hai bên là khác biệt nhau. Các bạn thấy không nào? Cái tư duy dạy là nó khác nhau. Nó hàn lâm hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Và nó đi sâu vào cái lõi của nó. Thì bên này mới thực sự là sáng tạo đây. Bên này mới thực sự là sáng tạo. Còn bên này là chỉ sử dụng thôi. Từ xưa nay chúng ta, tin học của chúng ta là tin học là ứng dụng. Còn bây giờ không phải, bây giờ là ứng dụng cũng có. Nhưng mà cái phần mà sáng tạo, cái phần tự làm lấy, tự thiết kế lấy, phải học thuật toán để ta tự làm lấy mới là cái phần quan trọng nhé. Đó, thì như vậy là tôi kết thúc ở đây nhé. Kết thúc ở đây cái phần đầu của bài hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Hãy còn thời gian nhiều lắm. Tôi rồi. Bây giờ sang phần tiếp theo. Đây là cái phần gọi là phần 1,
4 thì 1 năm thì không 4 thì mà lại sang cái phần này là phần rất quan trọng của bài của các bài 1 này là cái phần đó là thiết kế thuật toán. Phần này là kéo dài nhé và thiết kế. Bây giờ chúng ta bắt đầu sang cái phần rất quan trọng là bắt đầu học cách để chuẩn bị cho cái việc thiết kế một thuật toán cụ thể nhé. Thì chúng ta thấy là nó khác đấy, bắt đầu bao giờ khác đấy. Từ xưa nay là cho xin làm bài, cho bài toán xin làm bài làm tôi không biết làm nào, nhưng cứ ra đưa cho sinh là 10 cái test, làm xong 10 cái test là 10 điểm đi về, không có gì hết. Còn là anh làm 10 cái test mà sai năm bài là trừ đến 5 điểm, còn 5 điểm. Và chúng ta hầu như không xem bên trong nó là cái gì, không hiểu nó thuật toán, không quan tâm thuật toán mà sinh đang làm, không cần quan tâm nó là cái gì bên trong nữa. Thi sinh giỏi vậy, thi giỏi thì thi quốc gia, thi giỏi thì quốc tế vậy thôi, chỉ là test. Đấy, đó là cái cách cũ. Tuy nhiên đi thi quốc tế thì họ không có thời gian để họ mở ra nguồn ra xem, thì đúng là họ phải làm test online hết. Nhưng mà đi thi ở trong nước làm ở trên lớp này vẫn chỉ test không thì là sai. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ học sang cái phần này để chúng ta hình dung được như vậy cái quy trình thiết kế toán là cái gì. Khi học cái môn là môn thuật toán ấy, học cái môn thuật toán mà thì phần quan trọng nhất của nó chính là thiết kế thuật toán. Tất cả luôn, cái phần thiết kế toán là tất cả cái gì mà liên quan thuật toán cần học ở đây hết nhé. Cái chỗ này là cái chỗ rất rất quan trọng. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái quy trình chúng ta thiết kế cái bài toán nhé. Thì giả sử như vậy chúng ta đã có bài toán rồi, thì là có bài toán thế rồi, nhưng tôi bảo luôn là có cái bài toán rồi và chúng ta tìm hiểu bài toán. Bước 1 là tìm hiểu bài toán, đây là quy trình để thiết kế thuật toán nhé, để tìm hiểu bài toán. Bài toán là có rồi đấy nhé, có đồ vào đồ ra nghiêm chỉnh rồi đấy. Ví dụ bài toán là cho trước một đồ thị cho hai điểm AB, tìm đường đi từ A đến B, cho hai số AB, tính ước chung nhất của A và B. Đây như vậy, đó là bài toán rất cụ thể đúng không? Cho trước số N, kiểm tra xem là nguyên tố hay là không. Nguyên tố là bài toán như vậy. Cho trước N, in ra tất cả số nguyên tố từ 1 đến N. Đây là bài toán mà là bài toán đã có rõ ràng rồi. Bài toán ở đây là hiểu là bài toán đã rõ ràng input output rồi, đúng không nào? Và chúng ta bắt đầu tìm hiểu nó để mà thiết kế thuật toán nhé. Đây thì cái bước đầu tiên và chúng ta sẽ tìm hiểu là chúng ta phải quyết định cái tìm hiểu để quyết định cái công nghệ, quyết định công nghệ và kỹ thuật thiết kế thuật toán. Chứ cái này là bước gì? Bước này là bước này là nó có hai ý, nhưng mà chúng ta cần một ý, nó có hai ý. Một cái ý là ở đối với khi học sau này, chúng ta sau này ra ngoài đường làm việc rồi, ra trường hay là ngoài làm đối với trong quan nhà nước ấy, hay là những một công trình lớn ấy, bài toán lớn ấy, thì công nghệ ở đây hiểu là cái máy tính ấy, là chúng ta dùng máy tính là loại gì, máy tính loại là máy tính là cái CPU nó là loại gì, nó có bao nhiêu ổ cứng, nó là vân, nó là liên quan công nghệ. Nhưng mà cụ thể ở đây của chúng ta ở đây thì chúng ta hiểu là bước này là bước gì, là bước chúng ta quyết định là dùng cái kỹ thuật nào cho chúng ta làm. Một bài toán có thể dùng giải thuật tham lam cũng được, dùng chi để trị cũng được, dùng quy hoạch động cũng được. Nhưng mà làm cách nào? Về nói rồi là một cái bài toán trong tin học là còn nó có rất nhiều thuật toán khác nhau để có thể giải một bài toán, chứ không phải có một. Vấn đề chúng ta lựa chọn xem mà dùng cái nào cho hợp lý nhất thôi. Có thể các bạn làm bài toán này dùng thuật toán chi để trị chẳng hạn, làm xong rồi nhưng mà chạy quá chậm, chuyển sang toán khác, thuật toán quay động chẳng hạn, nhanh hơn. Thấy chậm ra chuyển sang toán khác, toán là tham lam chẳng hạn. Đấy, thì cái bước này là bước chúng ta tìm hiểu và quyết định xem là dùng cái thuật toán nào, ý tưởng nào, cái công nghệ nào để giải. Yeah. Rồi, sau khi chúng ta quyết định rồi, chúng ta làm bước tiếp theo là chúng ta thiết kế chi tiết thuật toán. Thiết kế chi tiết.
bước này là bước chúng ta mô tả chi tiết từng bước một đấy nha. Từng bước một, từ phần này là phần rất quan trọng này. Chúng ta thiết kế bằng cái gì? Trên này chúng ta thiết kế bằng là phân giải gì? Phân giải là chi để trị hay là tham lam hay là quay lui hoặc là nhấn cận vân vân, nhiều cho khác nhau lắm. Thì cho thiết kế khi xong rồi thì cho chương trình ngay nhé. Chúng ta phải làm theo hai việc sau đây. Một là hai bên đẹp có thể làm đồng thời hoặc là song song hoặc là một trước sau không quan trọng. Chúng ta làm bước thứ nhất là chúng ta phân tích thuật toán, phân tích đánh giá thuật toán. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Phần này phần rất là khó đây. Phần này là cái phần mà từ trước đây là học sinh chúng ta không được học cái này. Mặc dù các em có thể làm tất cả những học sinh mà thi học sinh giải quốc gia, thi quốc tế được giải rồi cũng không nhiều làm cái này. Nhưng mà chúng ta sẽ phải dạy học sinh cái này, cái phần này nhé. Và cái công việc thứ hai là chúng ta cần chứng minh. Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán. Tính đúng đắn của thuật toán. Đó là hai bước này là có thể làm đồng thời, cái nào trước cái nào sau cũng được nhé. Chúng ta chú ý nhé. Nếu cái này mà sai thì chúng ta có thể quay lại, làm không phân tích không hay chúng ta có thể quay lại như này. Bên này cũng vậy, thì nó sai chúng ta có thể quay lại, cái này thì cần quay lại đây thôi. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta như vậy là cái này là hai ca thành mới đâu chúng ta nhé, mới nhé, mà học sinh từ sức học sinh chúng ta không được học. Ngay cả học sinh đi luyện thi tin học quốc tế cũng không học cái này. Không học cái này nhé. Đó. Mà cái việc này nó không dễ, nó rất là phức tạp và nó mất thời gian nhé. Khi mà đúng rồi thì chúng ta mới sang cái bước cuối cùng là cái bước là chúng ta cài đặt thuật toán bằng chương trình cụ thể, đúng không? Bằng chương trình cụ thể. Trên một cái ngôn ngữ cụ thể nào đó, Python chẳng hạn, là Scratch chẳng hạn, hoặc là C, hoặc là Pascal hay gì đó, chúng ta học càng học nhiều thì ta học càng nhiều. Đó, thì lúc bây giờ đây mới kết thúc nhé. Này chúng ta như vậy, chúng ta chú ý nhé, đây là các bước thực hiện toán đây nhé. Tìm hiểu sau chúng ta sẽ quyết định nó là chúng ta dùng nó dùng ta sẽ định dùng cái gì để chúng ta dùng cái hướng nào, công nghệ nào để chúng ta thiết kế thuật toán. Dùng tham lam hay là dùng chi để trị, dùng là quy hoạch động hay là dùng vân vân. Cái dữ liệu là nó là dữ liệu là tuyến tính hay là dữ liệu của nó là dùng hàng đợi hay là dùng ngăn xếp. Đấy. Đúng không? Chúng ta dùng heap, dùng heap hay là dùng hash vân vân. Thì tất cả cái đó là chúng ta phải quy ở đây. Xong rồi chúng ta thiết kế chi tiết thuật toán. Sau đó chúng ta sẽ làm hai bước rất quan trọng, một là chứng minh nó là đúng hay là sai. Nó sai thì ta vứt đi. Đúng người ta làm là ok rồi. Hai cho đánh giá xem con đó là tối ưu chưa, phân tích nó xem tối ưu hay tiêu hay chưa. Không tối ưu ta có thể thay đổi cái toán khác. Và sau khi ta thấy ok rồi, chúng ta sẽ cài đặt. Được chưa? Đấy, các bạn chú ý nhé. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm cái việc này. Nhưng mà nói luôn là mặc dù là chúng ta làm, nhưng mà tất cả các cái mà chúng ta làm và học ở trong trung tâm của chúng ta đấy, chúng ta đều dựa trên mô hình chính đơn giản nhất thôi nhé. Thì nói luôn là thuật toán là phải dựa trên cái mô hình của máy tính nào. Thì rất may chúng ta hiện nay trên thế chúng ta đã có một loại máy tính thôi, là máy tính là đơn giản thôi, là chúng ta chỉ dùng một mô hình máy tính thôi, máy tính mà chúng ta đang có đấy, máy tính mà chúng ta hiện đang có là tất cả các máy tính của chúng ta đều là mô hình máy tính này. Thì mô hình máy tính này là mô hình máy tính do cái nhà bác học là von Neumann nghĩ ra. Thì người ta gọi cái mô hình này là mô hình, người ta gọi là cái mô hình RAM, mô hình máy tính gọi là mô hình RAM. Là mô hình là gì? Đây là random access memory machine. Không phải là memory nhé, mà là machine nhé.
là đây là nên cái môn này nó gọi là cái môn máy tính truy nhập ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên thì tất cả các máy tính hiện nay đều theo cái mô hình này hết. Chúng ta không có hai mô hình, chỉ một loại mô hình thôi, là mô hình RAM. Thì nôm na RAM chúng ta hiểu là máy tính nó được có cái bộ nhớ, cái bộ nhớ ở đây, và chúng ta có thể mọi thứ chúng ta có thể truy nhập vào cái bộ nhớ này, và cái lệnh gán này, cộng trừ nhân chia, và làm tất cả mọi thứ trên bộ nhớ này. Và cái bộ nhớ này cũng gọi là RAM. Và bộ nhớ này là bộ nhớ có dung lượng là vô hạn. Khi các bạn là tạo ra một cái thuật toán, các bạn tha hồ, các bạn tạo bộ nhớ, các bạn tạo cái mảng, các bạn tạo ma trận, các bạn tạo dãy, các bạn tạo cây, các bạn tạo đồ thị, rồi chúng ta tha hồ thực hiện các lệnh trên bộ nhớ đó. Đây thì chúng ta đang là như vậy nhé. Mà tôi nói luôn một tí thôi là thật ra hiện nay thì đang có những cái khác đang có rồi đấy. Này, ngoài cái này ra thì còn mô hình khác, là ví dụ như là mô hình máy tính lượng tử chẳng hạn. Là nó khác ở đây nhé, tính lượng tử là nó khác, hay là cái mô hình máy tính gọi là máy tính sinh học, tức là nó mô tả cái máy tính giống như của cái phát triển của tế bào ấy, là nó khác đấy. Cái những mô hình máy tính này chúng ta không biết, nhưng mà thứ đó họ đang nghiên cứu rồi đấy, và nhất là tính lượng tử này đang sắp sửa là có rồi đấy. Thì cái đó nó sẽ khác hẳn cái chúng ta có hiện nay, nhưng mà tất cả cái chúng ta học từ xưa nay đều đúng với cái mô hình RAM nhé. Mô hình này là mô hình do nhà bác học Neyman nghĩ ra từ năm 1940 mấy đấy, khoảng 45 gì đó nó nghĩ ra nhé. Và chúng ta dùng suốt từ đó đến nay là cái mô hình này hết, và nó rất phát triển, và dựa trên cái này nó hẳn có bi gọi là ngành khoa học máy tính đấy, các bạn biết rồi, máy tính nhé, máy tính rất phát triển, chuyên môn nghiên cứu các về các thuật toán. Và cái ông giáo sư mà ông tổ ngành này đang còn sống, ông này có tên là Nút nhé, các bạn là cái ông tổ của ngành nhé. Tổ của ngành học tính hiện nay nhé. Là cha đẻ của tất cả những nhà bác học từ xưa nay mà trên thế giới đều là xung quanh ông này hết, ông này là cái ông tổ. Ông này rất là già vẫn còn sống nhé. Ông này có một cuốn sách rất là hay, là cuốn sách là Nghệ thuật lập trình. Cuốn sách là Nghệ thuật lập trình, 3 tập, có 5 tập chứ. Nghệ thuật lập trình rất quan trọng, hay. Nghệ thuật lập trình. Đấy, nó gọi là, tiếng Anh là như thế này nhé. The Art of Programming. Thì các bạn có thể đọc, tìm hiểu nó, đọc. Dày lắm, thấy cái dày lắm. Thì cái ông này là cái ông tổ của ngành khoa học máy tính này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp tục nhé. Rồi, thì bây giờ tất cả thuật toán thiết kế đều dựa trên cái mô hình RAM này hết, mô hình máy tính RAM này hết. Và chúng ta nôm na cái RAM là gì? Là chúng ta truy nhập vào một cái bộ nhớ. Bộ nhớ này là vô hạn. Chúng ta có quyền được thiết kế cái bộ nhớ là vô hạn, mà chúng ta không hạn chế cái gì cả. Thời gian truy nhập vào cái bộ nhớ này là tức thời luôn, tức thời nhé. Đây là RAM đây, cái địa chỉ bộ nhớ đây nhé. Thì đây cái mô hình này người ta gọi là mô hình RAM, cái RAM này. Và tất cả toàn bộ cái khoa học máy tính mà chúng ta có ở đây này đang học ấy là dựa trên cái mô hình này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái bước tiếp theo nữa, và trước khi đi vào chi tiết hơn nữa thì chúng ta học cái cách gọi là mô tả thuật toán, được chưa? Như vậy là thiết kế thuật toán rồi, bây giờ ta sang phần 1.5 là cách mô tả thuật toán nhé. Như thế nào? Tôi nhắc lại là chúng ta dạy học sinh cái này là thuật toán khác với chương trình nhé, mô tả thuật toán khác với chương trình. Đấy, dạy học sinh như phần này. Từ đấy giờ bạn thấy tôi không hề lập trình gì cả, toàn viết trên bảng thôi. Như là toán vậy, như là học các môn học khác. Thì chúng ta phải để thiết kế thuật toán ấy, chúng ta phải mô tả nó trên giấy, làm sao cho người khác có thể đọc được và dễ hiểu. Thì mô tả một cách nào?
nhé. Thì đầu tiên tôi nói về mục đích đã, cái mục đích của nó này. A là mục đích của cái việc mà mục đích của cái việc là mà là mô tả thuật toán nhé. Thì mục đích là như sau, chúng ta có thể mô tả. Một là nó phải dễ hiểu, dễ hiểu, phổ dụng. Ai đọc cũng có thể hiểu được. Tất nhiên người là trong ngành tin học. Thứ hai là nó phải là cái mô tả này nó phải độc lập, độc lập với cái ngôn ngữ lập trình. Chúng ta không thể mà đưa các công lệnh của C, của Pascal hay của Python vào trong cái mô tả này được. Nó phải độc lập, nó phải làm gì nó độc lập. Nhưng độc lập nhưng mà nó phải độc hoàn toàn, nó phải khác khá, nó phải hơi giống cái lập trình. Chưa phải độc lập hoàn toàn, nó phải ăn lá giống nhưng mà nó khác, nó khác phải một lập trình nhé. Và cái thứ ba nữa là nó phải dễ dàng cài đặt, tức là dễ dàng để chuyển đổi sang ngôn ngữ lập trình cụ thể, tức là nó dễ dàng cài đặt đấy, đấy. Lập trình cụ thể tức là ai cũng hiểu được. Thì tôi là người thạo Pascal đó. Thì tôi có thể nhìn vào cái chương trình C tôi chẳng hiểu gì cả, mà nhìn vào cái thuật toán này tức là tôi phải hiểu. Tôi rất thạo về C, tôi nhìn vào chương trình của Python tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng mà tôi nhìn vào thuật toán tôi phải hiểu. Tôi là người rất thạo về Scratch, tôi không hiểu, tôi nhìn vào chương trình C hay là Python không hiểu gì cả, nhưng mà nhìn vào thuật toán này thì vẫn phải dễ hiểu. Đấy, thì cái khó của cái việc này là như vậy, là chúng ta phải mô tả thuật toán nó phải độc lập với các ngôn ngữ lập trình, nhưng mà nó phải dễ hiểu và dễ dàng chuyển đổi, chúng ta chuyển đổi sang lập trình nhé. Như vậy là một cái thuật toán thì viết ra được chưa? Đây thuật toán này thì viết ra đây, thuật toán thì viết ra đây, tôi có thể dễ dàng chuyển đổi sang Scratch được, dễ dàng chuyển sang C được, dễ dàng chuyển sang Python được, dễ dàng chuyển sang Pascal được, dễ dàng chuyển sang Java được. Đấy, như vậy là bạn chú ý nhé. Cái này là cái nó hơi khó hơn một chút là ở chỗ này đây. Nó là độc lập các ngôn ngữ lập trình. Nhưng mà nó không phải xa quá, mặc dù độc nhưng nó không xa quá cái này. Chúng ta không thể dùng cái ngữ lạ hoắc, nó phải ná giống để cho nó dễ hiểu cho người ta có người nào cũng hiểu được, cái đấy. Ông này cũng hiểu, phải hiểu hết để ta dễ dàng ta cài đặt nhé. Đó thì chúng ta sẽ học cái cách đó nhé. Các bạn tệ nghe nhiều quá, các bạn có thấy khó hiểu không? Tôi dừng lại một tí, tôi muốn hỏi các bạn, không nói nhiều quá, có hiểu không? Có ạ. Dễ hiểu thì ạ. Nói luôn, nếu mà các bạn không hiểu các bạn hỏi luôn nhé. Hiểu. Tôi mãi nói quá không để ý, hơi khô khan quá đúng không? Hơi khô khan không lập trình gì cả. Chắc buổi sau mới lập trình, hôm nay không được lập trình kịp rồi. Khó hiểu gì thì dừng lại ngay, tôi trả lời nhé. Rồi, đó, thì như vậy chúng ta phải mô tả thuật toán. Thì mô tả bằng cách nào? Nhé, thì mô tả bằng cách nào? Mô tả bằng cách nào thì nói luôn là chúng ta sẽ có 3 cách để mô tả thuật toán. Và cái này là em đi học lớp 2 cách thôi, chỉ 3 cách. Có 3 cách nhá. Có 3 cách. Mà trong sách lớp 6 là có đấy, chứ chỉ là sách lớp 6 mới là có đấy. Cách thứ nhất. Sách của bóng bóng chứ. Cách thứ nhất là chúng ta làm mô tả bóng bóng thay rồi mô tả nó thuật toán nó sao bóng. Mô tả bằng liệt kê, bằng lời. Bằng liệt kê. Mô tả bằng liệt kê. Cách thứ hai là chúng ta mô tả bằng sơ đồ khối. Sơ đồ khối nhé. Và cách thứ ba chúng ta mô tả bằng cách đặc biệt, người ta gọi là pseudo code. Cái này tiếng Việt gọi là mã giả.
bán giải. Vậy là có ba cách để chúng ta mô tả một cái thuật toán nào đó, cách nào cũng được, cách nào cũng được. Thì bây giờ để minh họa, tôi sẽ minh họa cho các bạn. Bây giờ hết đây, hết giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn một bài tập ngắn và các bạn sẽ sau chúng ta sẽ nghỉ, sang buổi sau là chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Thì tôi mô tả một cái bài ngắn cơ, một cái bài ngắn nhé. Ví dụ như là ví dụ chúng ta, tôi lấy ví dụ ngắn để chúng ta hình dung cái ví dụ ngắn nhé. Cho là input là cho dãy A1, A2, vân vân và AN tính tổng. Đầu ra là tính tổng SC bằng A1 cộng A2 cộng vân vân cộng AN. Bài này dễ rồi đúng không nào? Bây giờ tôi sẽ mô tả cái bài này, là cái bài tính tổng này. Tôi sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ mô tả thuật toán của nó. Đơn giản thôi, nhưng mà trên cả ba cách, bằng liệt kê, bằng sơ đồ khối và bằng mã giải hay là pseudo code. Được chưa? Nhé. Đây, để tôi mô tả là cách thứ nhất này. Là bằng liệt kê hay bằng lời? Bằng liệt kê. Mô tả bằng liệt kê nhé. Đơn giản thôi. Đây, tôi viết như sau. Ví dụ là bước 1, tôi mô tả bằng các bước. Bước 1 nhé, tôi đặt SC bằng 0 và đặt Y bằng 0. Ví dụ như vậy, Y là một cái biến nhớ để mà chạy thôi nhé. Tôi gọi là B1 đi. B2. Tôi tăng Y lên một đơn vị. Bước 3, tôi kiểm tra nếu Y lớn hơn N nhớ, thì nhảy sang, thì dừng lại, nhảy sang bước mấy tôi chia đêm lên, tôi chỉ biết là đây là bước nào nhé, thì tôi sẽ điền sau. Còn ngược lại nhé, ngược lại tức là nếu mà Y nhỏ hơn hoặc bằng N đấy thì làm như sau. Ngược lại thì chuyển sang bước thứ tư, bước một nhé. Bước này tôi để sau nhé. Bước thứ tư là như sau, tôi lấy SC tôi bằng SC cộng với AI. Đấy. Rồi. Bước thứ năm là quay về bước hai. Đây, bước năm quay về bước hai. Còn bước sáu kết thúc, bước sáu là đây này. Để bước sáu nhé. Bước sáu là thông báo S kết thúc. Đó. Thì đây là chúng ta mô tả bằng lời hay bằng các bước, bằng liệt kê các cái bước cụ thể mô tả. Bạn thấy không nào? S bằng 0 nhé, Y bằng 0 nhé, là hai cái ban đầu này, Y tăng lên này, xong kiểm tra nó Y lớn lên rồi dừng rồi thôi. Nhảy về bước 6 là dừng, thông báo S. Còn ngược lại nó Y nhỏ bằng N thì sang bước này, thì S bằng S cộng AI, xong quay về bước này, tăng Y lên một đơn vị. Cứ như vậy, cái vào đây là vòng lặp. Và khi mà Y lớn hơn ta dừng lại. Thì đó là mô tả bằng liệt kê. Chúng ta hiểu chưa nhỉ? Đơn giản đúng không? Đơn giản. Bằng liệt kê. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả bước cách thứ hai là bằng sơ đồ nhé. Bằng sơ đồ khối. Bằng sơ đồ khối nhé. Rồi. Chúng ta cùng nhau giải cái bài tập này bằng sơ đồ khối này. Đây, tôi vẽ cho các bạn xem nhé. Đây. Đầu tiên là bắt đầu một cái chương trình, tôi để cái vòng tròn, được chưa? Sau đó chúng ta có cái input, đầu tiên phải input A1, AN. Input này thường để chéo như này nhé. Sau đó chúng ta sang phần chính này. Đây, đầu tiên là S bằng 0, Y bằng 0, được chưa? Cái bước này chính là cái chỗ này này, đây này, chính là cái này này, chính là cái bước này. Chúng ta sẽ làm theo đúng cái ở trên thôi nhé. Ở đây chúng ta chạy tiếp theo này, chúng ta tăng Y lên một đơn vị này, Y cộng 1 này, đúng không? Sau đó kiểm tra nếu mà Y nhỏ hơn bằng N hay không. Đây, chúng ta mô tả cái phần so sánh. Cái nhánh là chéo như này, nhưng mà đúng thì chúng ta đặt S thì bằng S cộng AI
và chúng ta quay lại bước này. Còn nếu sai, thì thông báo S kết thúc, đúng không? Đây và sau đó là kết thúc. Kết thúc là hình tròn. Đấy, nhé. Thì đây là cách chúng ta, đây là mô tả cái thuật toán bằng sơ đồ khối. Cái này là học sinh lớp 6 sẽ học cái này nhé. Đấy. Đây là mô tả thuật toán nhé. Mô tả thuật toán. Đấy. Đây là lớp mà lớp 6 học cái này này. Lớp 6 học cái này này. Và dừng ở đây thôi nhé. Đấy. Thì bây giờ đến lớp mà lớp 10, 11 hay bây giờ lớp chúng ta sang cái bước số 3. À, cách thứ ba, thứ ba là cách mà chúng ta sẽ học, là cách chính nhất đây. Cách một, cách hai học để biết thôi, sau chúng ta quên đi. Và cách thứ ba là chúng ta dùng mã giả, dùng pseudo code nhé. Cách thứ ba là cách chính, cách mà chúng ta sẽ học ngay ở đây, ngay lớp này, và là cách học chính dành cho học sinh trong xuyên suốt. Thực sự không phải chỉ là phổ thông, nên cả đại học cũng học cái này. Và tất cả cái này là cái chung cho tất cả thế giới, chứ không phải cho chúng ta. Tất cả những người làm bài khoa máy tính đều phải dùng bản mã giả hết. Không ai viết cái bài báo khoa học mô tả thuật toán lại vẽ sơ đồ khối. Không ai mô tả thuật toán bằng cách là viết chương trình ra. Không có ai mà bao giờ phải mô tả bằng cái mã giả, tức là nó gần với code, gọi là pseudo, là nó giả, nó gần tựa tựa, gọi là tựa code. Cái từ code là cái gì? Cái từ code là gì? Đấy chính là chương trình. Còn cái pseudo là nó tựa, nó gần giống với code. Đây là một cái mà nó gọi là gần giống với code, đúng không nào? Tôi xóa cái này lên. Được chưa? Pseudo. Pseudo code. Nhá. Thế này sẽ đơn giản này thôi. Cái mã giả chúng ta chỉ mô tả như này là S bằng 0 for I bằng 1 to N. S bằng S cộng I, sau đó là thông báo S kết thúc. D chính là mã giả đây. Còn nếu mà chúng ta thích hơn nữa cho tự anh, người ta xóa thông báo này đi, chúng ta viết là chúng ta dùng cái lệnh là gì, là print S. Xong mà thấy không, thì đây chính là đây, cái này này nó gọi là mô tả bằng pseudo code. Lệnh for i bằng 1 to n là cho i chạy từ 1 đến n. Và mỗi i như vậy chúng ta đặt s bằng s của i. Thì cái lệnh for này là cái lệnh rất là dễ hiểu. Lệnh mà tất cả những lập trình đều có lệnh for hết. Trong Pascal có lệnh for, trong C có lệnh for, Python có lệnh for. Đúng không? Trong Scratch nó không có, nhưng mà nó có cái tương tự như vậy. Trong Scratch nó không có. Thành cho học sinh như không có cái lệnh for, đúng cái từ for. Nhưng mà nó có một lệnh tương tự như vậy. Điều nhưng mà biết là học sinh là hiểu ngay thôi. Và như vậy đây chính là cái mã giả, và thông thường khi viết mã giả các bạn thấy là nó hay hẳn, nó rất là sáng sủa, nó hay hơn, và nó giống lập trình rồi. Nó lập trình mà nó không phải lập trình, bản thân đây là nó không phải là C, nó chẳng phải là Pascal, nó chẳng phải là Java, nó chẳng phải là Python. Nhưng mà cái anh C cũng hiểu hết, anh lập trình thạo C cũng hiểu, anh lập trình Java cũng hiểu, anh lập trình Python cũng hiểu, anh lập trình Pascal cũng hiểu hết. Được chưa? Thì cái này nó gọi là pseudo code, là cái cách mà chúng ta sẽ dùng nó để ta dạy cho học sinh cái cách mà để học sinh hiểu được cái cách mô tả thuật toán nhé. Thôi chúng ta dừng lại ở đây nhỉ, vì chúng ta quá giờ mất rồi, mà không muốn là nhiều quá, nó hơi bị chúng ta học phải hai buổi thì mới hết được cái phần này. Ai có hỏi gì không nhỉ? Chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Các bạn có hỏi gì không? Dạ vâng ạ. Dạ. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Tôi sẽ kết thúc cái phần là kết thúc cái coding này nhé. Được rồi thầy ạ.